Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với bản tin X News ngày 25 tháng 6. Bản tin ngày hôm nay sẽ bao gồm những thông tin chính sau đây. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ những thông tin tới từ Apple, khi iOS 14 beta dường như đã mang tới một gợi ý cho thấy Apple sẽ trang bị màn hình 120Hz cho dòng sản phẩm iPhone 12, ít nhất là trên các phiên bản cao cấp. Cụ thể thì sau khi tìm hiểu các phần cài đặt của iOS 14 beta thì các nhà phát triển đã nhìn thấy trong phần trợ năng có một tùy chọn trong phần Motion cho phép bạn giới hạn tốc độ khung hình hiển thị trên màn hình của iPhone là 60 khung hình trên giây. Được biết thì tùy chọn này sẽ không khả dụng trên tất cả các iPhone được hỗ trợ đã được nâng cấp lên iOS 14. Và cách giải thích hợp lý nhất của iPhone năm nay sẽ có công nghệ màn hình giống như kiểu iPad Pro. Trước đây đã có một số tin đồn cho rằng màn hình 120Hz sẽ được trang bị trên các phiên bản cao cấp nhất của dòng iPhone 12, bao gồm iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Và sự hiện diện của tính năng giới hạn khung hình này gần như là đã xác định những tin đồn đấy. Tiếp theo cho bản tin hôm nay sẽ những thông tin tới từ Samsung, khi cách đây không lâu chúng ta đã xuất hiện một báo cáo cho biết Galaxy M51 đã được đưa vào sản xuất và dự kiến nó sẽ ra mắt trong khoảng thời gian tháng 6 hoặc tháng 7 tới. Tuy nhiên thì thông tin mới nhất lại tiết lộ rằng thời điểm trình làng của chiếc smartphone này dường như đã bị Samsung trì hoãn. Sự chậm trễ này là do việc các nhà sản xuất điện thoại thông minh đã bị chậm lại tại các nhà máy của Samsung. Và hy vọng công ty Hàn Quốc này sẽ không trì hoãn việc ra mắt Galaxy M51 hơn nữa vì nó đã bị trì hoãn hơn 6 tháng so với dự kiến. Và liên quan đến các thông tin về cấu hình thì theo như các báo cáo trước đây, Galaxy M51 sẽ được trang bị sức mạnh tới từ con chip Snapdragon 730 đi kèm với dung lượng RAM 8GB và hoạt động trên hệ điều hành Android 10 mới nhất. Ngoài ra thì Galaxy M51 còn gây ấn tượng với hệ thống 3 camera sau, bao gồm cảm biến chính với độ phân giải 64MP. Và ngoài ra người dùng đang kỳ vọng smartphone này sẽ được trang bị màn hình AMOLED cao cấp và được tích hợp cảm biến vân tay ở bên dưới màn hình. Tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay sẽ những thông tin tới từ Realme. Khi gần đây trên trang Facebook của Realme đã tiết lộ rằng Realme C11 sẽ được công bố tại Malaysia vào ngày 30 tháng 6 tới đây và vài ngày trước khi trình làng thì mẫu smartphone này đã được phát hiện trên cơ sở dữ liệu của Geekbench. Theo đó thì model đã được liệt kê trên Geekbench 4 có tên gọi là Realme RMX2185 và trước đó số model tương tự đã từng xuất hiện trên cơ quan CRIM của Malaysia và NBTC của Thái Lan. Theo đó thì Geekbench đã xác nhận thiết bị sẽ được trang bị bộ vi xử lý MT6765V trên CB. Và nhiều khả năng thì đây sẽ là con chip Helio G35 mà Realme đã từng nhắc đến. Và bộ vi xử lý này sẽ kết hợp với 2GB RAM và chạy trên nền tảng Android 10. Và ngoài ra thì Realme C11 sẽ được trang bị màn hình với kích thước 6,5 inch với phần notch hình giọt nước. Và chưa hết thì thiết bị này cũng sẽ được trang bị 32GB bộ nhớ trong, kết hợp với đó là hỗ trợ 2 SIM và thêm một khe cắm thẻ nhớ microSD. Nhưng hiện tại thì Realme 11 vẫn chưa có thêm các phiên bản bộ nhớ khác. Còn về camera thì Realme C11 sẽ đi kèm với thiết lập camera kép AI ở phía sau với cảm biến chính độ phân giải 13MP, nhưng cảm biến thứ hai thì lại không được tiết lộ thông số. Và camera này cũng được cho là sẽ có chế độ chụp ảnh Super Nightscape. Tiếp theo cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Samsung. Khi Samsung gần đây đã được báo cáo về việc đang làm việc trên một chiếc smartphone tầm trung mới của hãng có tên gọi là Samsung Galaxy A01 Core. Theo đó thì vào hôm nay, một vài thông tin về cấu hình ở trên chiếc điện thoại này vừa mới được tiết lộ trên danh sách Google Play Console. Theo dữ liệu từ Google thì A01 Core sẽ được trang bị màn hình với độ phân giải HD+ và cho mật độ điểm ảnh là 320 PPI, nhưng chưa rõ kích thước của máy là bao nhiêu. Bên trong thì máy được trang bị con chip MediaTek 6739WW đã từng được trang bị trên chiếc Nokia 1 Plus và đi kèm với đó chúng ta sẽ có dung lượng RAM đó là 1GB. Về phần mềm thì Galaxy A01 Core sẽ được cài sẵn phiên bản Android 10 và có khả năng kết hợp với giao diện người dùng One UI. Ngoài ra thì chiếc máy này sẽ được tiết lộ là sẽ hỗ trợ 2 SIM và đi kèm với viên pin dung lượng 3000mAh, hứa hẹn đáp ứng tốt một ngày dài sử dụng của người dùng. Và cuối cùng cho bản tin ngày hôm nay sẽ những thông tin tới từ Apple. Khi theo một người dùng Twitter có tên MrWhite, thì Apple sẽ nâng cấp củ sạc nhanh USB-C Power Delivery cho iPhone 12 lên thành 20W. Ngoài ra vì iPhone 12 vẫn sử dụng cổng Lightning, do đó người dùng sẽ được tặng kèm thêm sợi cáp USB-C to Lightning để có thể sạc nhanh. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa rõ củ sạc nhanh 20W sẽ chỉ được Apple trang bị cho các biến thể Pro hay tặng kèm với cả 4 mẫu iPhone 12 sắp tới. Và nếu như các bạn chưa biết thì phiên bản iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max là hai mẫu iPhone đầu tiên được Apple tặng kèm củ sạc nhanh và cáp USB Type-C to Lightning, mặc dù từ đời iPhone 8 trở đi, máy đã được hỗ trợ sạc nhanh 18W. Vậy là thông tin vừa rồi cũng đã là thông tin cuối cùng cho bản tin X News ngày hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như nhớ subscribe giúp chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.